Quả gì mà xanh xanh thế, xin thưa rằng quả dưa. Ai có mua dưa tới không nào? Với phần 2 của game 3, chúng ta có 1 phút giao hàng. Ai giao hay thì tổ trọng tài sẽ cộng thêm cho đội đó 20.000. 1 phút giao hàng dành cho đội đỏ bắt đầu. Quả gì mà xanh xanh thế, xin thưa rằng quả dưa. Ai có mua dưa tới không nào? Ai mua dưa không nào? Gian hàng của chúng tôi không phải những chỉ có dưa và có cỏ ổi nữa này, và có cả cam nữa này, và có cả những cả quả củ khoai nữa này. Hết giờ. Và bây giờ 1 phút dành cho đội xanh bắt đầu. Bắt đầu nhá. Ai mua ngô luộc nào? Gian hàng của chúng tôi đều gồm có ngô luộc và trứng gà đỏ. Sau đó có cà tím màu tím tím. Quả dưa chuột vừa dài vừa mập. Rồi các bạn đến gian hàng của chúng tôi mua mướp đắng, trong đó có quả mướp vừa to vừa dài. Xin kính mời các bác mua ngô luộc đấy. Hết giờ. Bây giờ thì tổ trọng tài sẽ cử ra một người để chấm điểm cho hai đội. Tôi thay mặt tổ trọng tài chắc chọn đội đỏ thôi. Chúc mừng đội đỏ đã được cộng thêm 20.000. 1 phút bán hàng dành cho cả hai đội. Nhớ nhá, bán hàng nhá. Ở trên sản phẩm của chúng ta đã ghi rõ giá tiền. Ngô là 10.000. Chúng ta có thể bán gấp đôi là được 20.000. Cam, quýt, chanh, tất cả giá là 5.000, có thể bán thành 10.000, đúng không? Tuyệt đối không được bán gấp 3. Nếu bán gấp 3 là phạm luật, chúng tôi tịch thu cái số tiền mà bán gấp 3 đó. 1 phút bán hàng dành cho hai đội, bắt đầu. Nhanh. Quý vị khán giả cân nhắc trước khi mua nhá. Khi mua cái này vừa đắt mà lát nữa chúng tôi lại tịch thu tiền. Rồi, hết giờ. Đề nghị đội đỏ tập trung tiền, đề nghị đội xanh tập trung tiền. Đếm tiền của đội nào trước? Đỏ trước đúng không? Và tôi sẽ theo quý vị khán giả đếm tiền của đội đỏ trước. 10.000 này. 20 này. 105.000. 105.000 là số tiền bán hàng được của đội đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đếm tiền của đội xanh. 82.000 là số tiền bán hàng được của đội xanh. Và như thế là đội đỏ cộng thêm 20.000 của tổ trọng tài, tổng cộng lại của đội đỏ là 125.000 là số tiền bán hàng được của đội đỏ. Vậy thì đội nào thắng ạ? Và một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng đội đỏ đã thắng cuộc game 3. Chúc mừng đội đỏ. Sau đây xin mời nhãn hàng Việt Coco sẽ lên trao quà cho đội thắng cuộc game 3. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Sau đây xin mời bột trộn sẵn Mico Hương Xưa sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất trong game 3 vừa rồi. Thay mặt nhãn hàng Mico Hương Xưa thì tôi xin chọn cái bạn áo đen đó. Hôm nay em đến đây em cổ vũ cho đội nào? Em cổ vũ cho cả hai đội. Cả hai đội, nhưng mà em mua cho đội nào? Em mua cho đội xanh. Em mua cho đội xanh, bây giờ em có ân hận không? Không ân hận, nhưng mà anh phải trả lại em tiền. Tại vì tiền em đi vay. Và bây giờ một phần quà của Mico Hương Xưa xin gửi tặng cho em. Cái này nó còn gấp 30 lần cái số tiền mà em bỏ ra vừa mua nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn. We'll be right back.